Nhắc tới Nguyễn Văn Toàn thì có lẽ rất nhiều người hâm mộ sẽ nghĩ tới những cú ngã của cầu thủ này. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng theo dõi video sau đây của chúng tôi. Văn Toàn đá gạt, đá đi. Rồi lại tình huống phối hợp, Văn Thanh là người chuyền bóng. Trọng tài quan sát rất nhanh một tình huống cài chân. Văn Toàn! Cả Mỹ Bình Dương. Xem lại pha bóng này. Cũng rất khó để cho trọng tài Vũ Linh. Và sau những pha bóng như thế này thì nhiều cổ động viên thường đùa là nếu như không làm cầu thủ thì có lẽ Văn Toàn có thể trở thành một diễn viên. Ngã cực kỳ đẹp luôn. Văn Toàn có gì để nói sau những cú ngã vừa rồi không? Mình ngã theo bản năng mà. Ngã theo bản năng. Thực ra thì cái điều này thì ngã theo những cái gì mà trong cái tư thế của mình, động tác của mình đang chạy và đang nhảy không? Nhưng mà trừ trận với Malaysia ra thì những trận đấu gần đây thì có vẻ như là các trọng tài cũng khá là kỹ tính khi mà không thổi phạt những quả 11m. Lâu lâu mình cũng hỏi ngay trọng tài bắt những cái trận trận đấu mình mà sao giờ này em ngã mà các anh không ai thấy thổi. Thì các anh trả lời vui là bây giờ mày vào danh sách đỏ của trọng tài rồi, mọi người để ý kỹ lắm. Rất khó để thổi, rất là vui. Văn Toàn có thể chia sẻ thêm về những cách dứt điểm và ghi bàn của mình không? Thật sự thì mình nghĩ là mình là một trong người tập thêm rất là nhiều về kỹ năng dứt điểm. Khoảng thời gian mình đã tập đi đập lại rất là nhiều các tình huống, các tư thế để khi vào bóng, trong tiếp xúc trong vòng bóng trong vòng 16-50. Và thầy cô cũng giúp mình rất là nhiều, cũng sắp xếp rất nhiều bài tập ở trên ở câu lạc bộ hay trên đội tuyển. Có thể Bắc, có thể Ly cũng thường xuyên lôi tiền đạo ra tập riêng để tập dứt điểm. Mà mình nghĩ là mỗi cầu thủ đều có một điểm mạnh và điểm yếu riêng, nên là mình cũng cần phải cố gắng hoàn thiện để bản thân để trở thành một phiên bản tốt nhất. Nói về những cú ngã của Văn Toàn, đặc biệt là cú ngã trong trận đấu với Malaysia, thì thậm chí là cú ngã ấy đã được Văn Toàn mang vào những sản phẩm thời trang của mình với chính chiếc áo mà Văn Toàn đang mặc, quý vị ạ. Một chiếc áo có hình của Văn Toàn, cái cú ngã đó và chữ Isri. Nó là thật đúng không? Đúng. Và trên các trang mạng xã hội cũng như TikTok của Văn Toàn thì cũng có những clip rất là vui tái hiện cái cú ngã này. Và sẽ có một thử thách cho Văn Toàn trong chương trình ngày hôm nay, đó là sẽ tái hiện lại đúng cú ngã trong trận đấu với Malaysia trong chương trình Bóng Đá Là Số 1. Văn Toàn có sẵn sàng không? Khá là khó nhằn. Rất là khó, tại vì nói chung là cũng đau hết đấy, nhưng mà thôi cũng cố. Có lẽ là chương trình Bóng Đá Là Số 1 của chúng tôi cũng sẽ là một cơ hội để Văn Toàn được tập. Và biết đâu là sau chương trình này, sau những pha tập luyện như thế này thì Văn Toàn sẽ nhận được những quả 11m trong thời gian sắp tới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thử thách dành cho Văn Toàn, và tôi sẽ sắm vai hậu vệ nha quý vị. Wow. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi cú ngã bất hủ của Nguyễn Văn Toàn.